Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Yên Mỹ diễn ra hội nghị ra ban Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Đây là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ 2011-2016, hội nghị ra ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với các địa phương được tổ chức. 8 tháng năm 2022, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 21 kỳ họp, trung bình mỗi địa phương tổ chức 2 đến 3 kỳ họp, thông qua và ban hành 245 nghị quyết, tổ chức 65 cuộc giám sát chuyên đề về nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung vào chủ đề nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là trên 50.000 tỷ đồng. Đây là khối lượng vốn cần giải ngân rất lớn, gấp 2,5 lần giai đoạn trước. Kế hoạch vốn đã giao năm 2022 là trên 9.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 35%. Nhiều khó khăn vướng mắc được nhận diện và một số giải pháp được đề xuất để tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện giá trị vốn đầu tư công đều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Một số khâu mà ở đây là do chủ đầu tư khi triển khai các cái khâu chuẩn bị đầu tư là chậm. Cái kế hoạch đầu tư công trung hạn của ta thì nó cũng tương đối ổn định rồi. Thì ghi vốn sang năm thì có lẽ cũng ưu tiên cho những cái dự án mà đã được quyết định đầu tư. Là có quyết định rồi sang năm thì mình chỉ triển khai các cái thủ tục. Tôi cũng đề nghị là nếu như nguồn vốn của tỉnh lớn có lẽ cũng nên cân đối cho một số địa phương khó khăn trong cái việc nguồn thu, có thể có ưu tiên thế nào đó để cho họ giảm cái phần đối ứng thì các xã có điều kiện họ làm được. Hiện nay thì cái vật liệu, đặc biệt là cái cát san lấp là rất khó khăn. Ở huyện Khói Châu thì đã có những doanh nghiệp họ trúng thầu và hiện nay là bỏ thầu vì không những giá vật liệu cao mà hiện nay nguồn vật liệu để san lấp không có. Đề nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, tiếp tục quy hoạch các cái mỏ cát và cho đấu giá khai thác các mỏ cát. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh những nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là do công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục hành chính trong đầu tư công, giá vật liệu xây dựng tăng cao, với nhiệm vụ phải giải ngân kế hoạch vốn rất lớn so với nhiệm kỳ trước và thực trạng tiến độ còn rất chậm. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chủ trương đầu tư của Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thi công dự án. Chúng ta thấy ngược lại trách nhiệm của các thường trực hội đồng của chúng ta như thế nào, các đại biểu hội đồng chúng ta ở đâu, làm gì trong khâu giám sát thế nào để mà giải ngân được vốn. Thứ nhất là phải giám sát tại công trình để là xem cái gì, tiến độ, anh có làm không, tiến độ đến đâu. Thế nên bước thứ hai là khối lượng hoàn thành đến đâu. Vừa giám sát, vừa để giải ngân vốn, vừa để tiến độ thi công. Nhưng đồng thời nữa là gì? Chất lượng công trình, đương nhiên trong quy định chúng ta là phải đảm bảo chất lượng công trình. Thứ hai nữa là cái khâu đầu tiên mà chúng ta cần phải giám sát là gì? Khâu thủ tục hành chính của chúng ta. Trước hết để một dự án được triển khai thì phải là thủ tục hành chính. Chúng ta giám sát xem là khi chúng ta phê duyệt chủ trương đầu tư thì bước thứ hai là gì, theo luật là phải có quyết định phê duyệt dự án. Thế phê duyệt dự án này là Ủy ban Nhân dân các cấp. Khâu này mà chúng tôi phê duyệt chủ trương rồi mà anh chưa phê duyệt dự án thì chậm ở đâu? Đối với Hội đồng Nhân dân huyện thì các đồng chí là hướng dẫn cho cấp xã. Ở đây thì có ý kiến nói là cấp xã là lúng túng trong phê duyệt chủ trương đầu tư. Thế thì do vậy là có thể là chúng ta phải giúp và hướng dẫn việc.